Tôi được gặp lại tất cả quý vị đang xem cái show Lửa Hồng. Hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp của rồi. Chúng ta sẽ nấu một món ăn ngọt. Tại vì bữa giờ không nấu món ngọt kiếm trơn, nó còn món mặn không à, đúng không? Hôm nay một món ăn ngọt rất là lạ miệng nè quý vị. Cái món ăn này Xuân Hồng không biết quý vị đã ăn bao giờ chưa, nhưng mà Xuân Hồng thì được mẹ nấu cho thưởng thức từ khi mà còn bé tí tì ti. Món ăn này có tên gọi là chè bí nhỏ. Xin mời quý vị vào bếp. Dạ thưa quý vị, cái món chè bí đỏ, quý vị nói bí đỏ mà nấu chè cái gì? Bí đỏ nấu canh chứ sao nấu chè, đúng không? Nhưng mà nấu chè ngon lắm quý vị. Món ăn này rất là mát. Tại vì hồi xưa khi mà Xuân Hồng còn bé đó, nhà ở dưới quê thì ở ngoài vườn trồng những cái trái bí, những cây cây bí đỏ nó ra trái như thế này. Mà bí đỏ quý vị biết không, có nhiều loại lắm, bí tròn, bí dài, đủ thứ hết trơn á. Mẹ Xuân Hồng mới lấy vào, rồi đậu xanh cũng trồng ngoài vườn nữa, lấy vào rồi nấu chung với lại cái bí đỏ này tạo nên một món chè rất ngon, gọi là chè bí đỏ, là con cái dùng ai cũng thích hết trơn á. Đặc biệt là khi quý vị dùng cái món chè bí đỏ này nó mát rồi rượi à, nó làm cho mình giải nhiệt đó quý vị. Nếu mà quý vị cảm thấy trong người nó hơi nóng nóng hay là nổi vài ba cái mụn á, là cái là bị nóng trong người rồi, thôi ngoài dùng kem dưỡng da tốt thì quý vị phải ăn uống những cái món ăn mát nữa, trong đó có món chè bí đỏ, quý vị ăn thử nha, nấu thử phải ăn cũng lạ miệng lắm cơ. Để nấu cái món chè bí đỏ thì chúng ta phải có bí đỏ chắc chắn rồi. Bí đỏ thì người Bắc gọi là bí ngô. Rồi ở bên này thì Xuân Hồng thấy bí nghiêng trái bí mọi như thế này ngon không quý vị ơi? Dạ, nó dẻo, nó ngon quá. Nấu canh cũng ngon nữa. Nấu canh với sườn non hay là với thịt bằm cho em bé ăn cũng ngon, tốt lắm nha. Mà bí đỏ ăn vỏ ốc được quý vị, tốt lắm. Thì dùng những trái bí như thế này, Xuân Hồng dùng nửa trái thôi. Nửa trái bí đỏ thì Xuân Hồng có cắt được những miếng như thế này. Quý vị gọt vỏ bỏ đi nha. Gọt vỏ bỏ rồi bỏ ruột đi luôn, rửa sạch sẽ để như thế này. Rồi, chè bí đỏ thì có đậu đỏ đúng rồi, bí đỏ đúng rồi. Nhưng mà cái món chè bí đỏ phải có thêm đậu xanh nữa cơ. Bí đỏ nó đã tốt, bây giờ đậu xanh nó mát rượi rượi nữa thì cái món chè này nó mới mát. Xuân Hồng dùng nửa gói đậu xanh thôi. Nếu nhà quý vị đông đó thì quý vị dùng nguyên một gói đậu xanh. Còn Xuân Hồng nấu cái này là cái liều lượng nhỏ nhỏ đó thì nửa gói đậu xanh. Mà đậu xanh phải còn vỏ nha, chứ phải đậu xanh mà đậu xanh không vỏ đâu. Đậu xanh phải còn vỏ, sau đó quý vị là bỏ trong cái nồi, cho nước lạnh vào rồi hầm, nấu cho nó cái đậu xanh nó mềm ra. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu nấu chè bí đỏ. Tại đậu xanh nó lâu chín lắm, không thể nào mình nấu chung bí đỏ được. Bí đỏ nó mềm, mà trong khi đậu xanh nó chưa chín thì không được rồi. Cho nên mình phải hầm đậu xanh trước nha. Nhưng mà có đậu xanh không cũng chưa đủ đâu, phải có chút xíu nếp nha. Chút xíu nếp nữa thì nó mới ngon. Phải có nếp trong cái món chè bí đỏ ngày hôm nay của chúng ta. Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa, để làm món chè bí đỏ thì chúng ta cần có bí đỏ, có đậu xanh, có chút xíu nếp để cái chè mình nó hơi dền dền, hơi dẻo dẻo một chút xíu. Rồi, cho cái món chè bí đỏ này mẹ Xuân Hồng cho một ít lá dứa đó mà. Xuân Hồng nhớ hồi đó mẹ trồng lá dứa ngoài vườn nữa kìa, ngon lắm. Rồi ngoài lá dứa ra chúng ta cần phải có nấm mèo hoặc là phổ tai. Nấm mèo thì quý vị mua nấm mèo sợi bịch khô như thế này, mình ngâm nước khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi mình rửa thật sạch. Còn phổ tai cũng vậy, phổ tai là mình khi ăn xong bổ lượng có đó, quý vị nhớ không? Thì nếu mà quý vị không thích nấm mèo cũng cho chúng ta cho phổ tai cũng ngon lắm. Phổ tai cũng ngâm nước làm cho nó mềm ra, rửa sạch, cắt từng khúc vừa ăn cũng cho vào chè. Khi mà chè đã nêm nếm xong, đã sẵn sàng để thưởng thức rồi, chúng ta mới cho nấm mèo cho phổ tai vào, đảo vài vòng là tắt bếp liền, không có nấu lâu quý vị. Nấu lâu là nấm mèo phổ tai nó không còn giòn nữa, nó không còn mát nữa. Rồi tất cả những vật liệu Xuân Hồng đã xong rồi, tất nhiên là nấu chè phải có đường với lại muối rồi ha. Đường mình cho liều lượng theo nó vừa ngọt của mình, nhưng mà dần quý vị dần chút xíu muối, khoảng 1/4, 1/2 muỗng cà phê muối cho một cái nồi chè lớn thì cái vị ngọt nó mới đậm đà quý vị, ngộ vậy đó, nhưng mà đừng cho nhiều quá thôi. Rồi bây giờ Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa nha, mình dùng nửa trái bí đỏ. Rồi bên kia đó Xuân Hồng đã hầm sẵn rồi với nửa gói đậu xanh. Nửa gói đậu xanh mỗi gói là có trọng lượng là 400 g, thì Xuân Hồng dùng nửa gói tức là có 200 g đậu xanh nguyên hạt. Xuân Hồng cho vào cái nồi, rồi Xuân Hồng mới cho vào đây là 12 cup nước lạnh. Nửa gói đậu xanh, 12 cup nước lạnh cho vào kia rồi. Rồi, bây giờ Xuân Hồng đã hầm cái đậu xanh nó mềm ra rồi.
Bây giờ Xuân Hồng lấy một khắp nếp nha, đong một khắp nếp. Rồi một khắp nếp nè quý vị. Vo sạch sẽ, cho vào trong cái nồi chè mà đậu xanh đã nở ra luôn nha. Chờ đậu xanh nở ra cho nếp vào, và nếp là Xuân Hồng dùng liều lượng là một khắp nếp. Xuân Hồng nhắc lại là 12 khắp nước lạnh, một nửa gói đậu xanh, tức là 200g đậu xanh còn vỏ nấu chín bên kia đã nở bung ra rồi. Xuân Hồng cho một khắp nếp đã vo sạch sẽ vào. Rồi Xuân Hồng cho một khắp nếp đã vo sạch vào nè quý vị. Đảo vài vòng cho nếp nó đừng có xích cái nồi. Rồi vặn lửa lên. Xuân Hồng không quên cho vào luôn một bó lá dứa, để cho cái lá dứa mình nó ra chất thơm trong cái nồi chè như vậy. Rồi bây giờ trong khi chờ cái nếp của mình nó chín, tức là quý vị đừng có để nếp nở quá nha, nếp nở hơi búp búp thôi, hơi nứt ra một chút xíu thì chúng ta cho bí đỏ vào liền. Tại vì nếu mình để nếp nát luôn mình cho vào thì cái nồi chè mình nó không có ngon đâu, phải khéo khéo cơ. Xuân Hồng nhắc lại là 12 khắp nước lạnh, nửa gói đậu xanh còn vỏ hầm mềm bên kia. Tất nhiên đậu xanh mình phải vo sạch mới hầm rồi đúng không? Nhớ hầm có chút xíu muối quý vị, 1/4 muỗng cà phê muối cho đậu xanh nó bùi mà hồi nồi chè mình nó đậm đà. Xuân Hồng vo một khắp nếp cho vào bên kia luôn. Bây giờ Xuân Hồng đang chờ cái nếp nó hơi nở búp ra một cái thì mình cho bí đỏ vào, rất là dễ làm. Rồi bây giờ bí đỏ này quý vị, đó quý vị thấy bí đỏ của mình rất là chắc. Khi mà bí đỏ nó chắc như vậy thì bí đỏ nó dẻo ngon lắm. Xuân Hồng cắt ra những miếng vừa ăn như thế này. Rồi sau đó Xuân Hồng dùng con dao mà có khứa khứa để mình hay làm dưa món đó, mình thái xéo xéo cho nó ra cái hình miếng bí nó ngon ngon, cho nó đẹp đẹp để mình nấu chè. Và cái quý vị cắt đừng có mỏng quá, phải dày dày một chút xíu, tại vì bí nó dễ bể lắm, nó dễ vỡ lắm, cho nên mình cắt dày chút xíu mà cái mình ăn nó có độ dẻo của nó nha. Đó Xuân Hồng cắt những cái miếng bí như thế này, hình răng cưa như thế này đây, cho vào cái tô. Đó, quý vị thấy không? Cái món chè này lạ miệng lắm quý vị, ăn á nó mát lắm. Quý vị thấy toàn những thành phần nào là đậu xanh, là bí đỏ, nào là nấm mèo mà nó mát rồi rồi à. Đó Xuân Hồng thái những miếng bí đỏ mà hình răng cưa như thế này. Và đừng có mỏng quá nha quý vị nha, phải dày dày chút xíu để cho cái bí đỏ nó không có vỡ nát ra. Bí đỏ này ngon lắm quý vị. Đó quý vị thấy mình thái những miếng răng cưa thì nhìn nó đẹp hơn. Nhớ là bỏ ruột bí với lại bỏ vỏ đi. Sau khi quý vị thái những miếng bí đỏ mà vừa ăn mà đừng có mỏng quá nha, phải dày dày như thế này, thì chúng ta sẽ cho vào microwave. Tại sao Xuân Hồng không cho trực tiếp vào? Khi quý vị cho trực tiếp vào bí đỏ vào trong cái nồi chè của mình, bí đỏ dễ nát lắm quý vị, tại vì nó gặp nước nó bung ra. Cho nên Xuân Hồng sẽ cho cái tô bí đỏ mà đã thái miếng mà rửa sạch sẽ như thế này vào microwave khoảng 5 phút. Sau 5 phút bí đỏ của mình gần chín rồi, Xuân Hồng cho ngay vào cái nồi đậu xanh với lại nồi nếp bên kia, thì bí đỏ mình nó chín liền, cho đường vô liền, nêm nếm vừa ăn là tắt bếp nha. Quý vị dùng nửa trái bí đỏ hoặc nhiều hơn cũng được nữa. Xuân Hồng nhắc lại là thái những miếng bí đỏ ra cho vào microwave 4-5 phút cho nó gần chín. Sau đó mình cho tất cả bí đỏ vào trong cái nồi chè mà là đậu xanh với nếp đang nở ra bên kia rồi. Sau đó là quý vị xong, nêm đường vào, nếm vừa ăn chưa là xong luôn quý vị, ngon lắm. Cái chè bí đỏ này tại vì là chè mát, chè bổ cho nên chúng ta hoàn toàn không cho nước cốt dừa vào quý vị, ăn rất là mát nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng lẹ tay thái những miếng bí đỏ cho vào microwave 4 phút, sau đó cho vào nồi chè liền. Sau khi thái bí đỏ xong, Xuân Hồng trùm cái food wrap lại cho vào microwave 5 phút quý vị. Sau đó mình sẽ coi cái nếp bên kia nó nở chưa. Nếp hơi nở búp, sau đó chúng ta mới cho tất cả cái bí đỏ ra bỏ vào microwave 5 phút à. Chúng ta đang nấu món chè bí đỏ rất là ngon. Xuân Hồng thấy là nếp hơi nứt mặt ra rồi,
Nếu quý vị muốn ăn chè mà lỏng chút xíu thì quý vị có thể cho thêm 2 hoặc là 3 cốc nước nữa. Còn muốn ăn chè đặc á, thì chúng ta dùng 12 cốc nước. Còn nếu quý vị nói thôi đặc quá muốn ăn lỏng lỏng thì phải cho thêm 2 đến 3 cốc nước nữa, là khoảng 14 đến 15 cốc nước với cái liều lượng như thế này nha. À, Xuân Hồng có bí đỏ đã bỏ vào microwave 5 phút rồi nè, nó chín chín rồi. Xuân Hồng cho tất cả bí đỏ vào trong cái nồi chè của mình. Rồi, đặc biệt cái món chè bí đỏ của Xuân Hồng lại không có nước cốt dừa nha quý vị nha. Chỉ có đậu xanh với lại bí đỏ mà thôi. Rồi bây giờ Xuân Hồng phải để cho cái bí đỏ nó chín ra chút xíu nữa. Rồi mình sẽ nêm đường vào, nếm đường, mình cho đường vào. Thì với cái liều lượng là từ 12 đến 15 cốc nước với lại nửa gói đậu xanh còn vỏ, một cốc nếp, thì Xuân Hồng cho 2 cốc đường cát hoặc là hơn chút xíu tùy theo ý thích của mình nha. Xuân Hồng nhắc lại, nếu quý vị muốn ăn chè đặc giống như Xuân Hồng như vậy nè thì quý vị dùng 12 cốc nước. Nhưng mà nếu quý vị nói là tí nữa nó nguội nó sẽ đặc thêm nữa, quý vị muốn ăn chè lỏng hơn thì chúng ta cho thêm 3 cốc nước nữa nha, là coi như là 15 cốc nước, nửa gói đậu xanh, một cốc nếp, nửa trái bí đỏ, 2 đến 2 cốc rưỡi đường cát tùy theo mình nếm khẩu vị mình. Đầu tiên mình cho 2 cốc đường cát đi, sau đó mình nếm coi là ngọt như thế nào rồi mình cho thêm hoặc là như vậy là đủ. Rồi quý vị cho khoảng nửa chén nấm mèo thái sợi hoặc là phổ tai cũng được. Rồi bây giờ Xuân Hồng chờ chút xíu cho cái nồi chè mình nó chín nha. Quý vị ơi, cái nồi chè bí của mình này, quý vị nhìn thấy nè, Xuân Hồng cho 15 cốc nước đó quý vị, mới đầu 12 cốc nước đặc lắm nha. Thôi quý vị cho 15 cốc nước đi. 15 cốc nước lạnh nè, nửa gói đậu xanh làm cho mềm, sau đó cho 1 cốc nếp đã pho sạch vào. Rồi quý vị cho nửa trái bí đỏ thái miếng và cho vào microwave 4-5 phút để cho nó nửa chín nửa sống. Khi cho bí đỏ vào quý vị thấy này, bí đỏ chín liền nè, cho nên là bí đỏ nó còn dẻo ngon lắm. Rồi bây giờ bí đỏ đã mềm, nếp để vừa nứt ra rồi, đừng có để nếp nát quá không có ngon nha quý vị. Xuân Hồng cho đường cát vào liền. Xuân Hồng cho đầu tiên hết, Xuân Hồng cho 2 cốc đường cát. Sau đó mình nếm lại, có thể mình cho thêm chút xíu đúng không? Mình phải nếm từ từ. Xuân Hồng cho 2 cốc đường cát này quý vị. Rồi Xuân Hồng đảo lên rồi mình mới nếm thử một miếng. Cái chè bí đỏ này ăn rất là mát quý vị. Tại đậu xanh, rồi bí đỏ, rồi chút xíu mình lại cho nấm mèo vào nữa. Đó, quý vị khuấy đều lên như thế này. Khuấy nhẹ nhẹ không thôi là bí nó nát nha. Nhưng mà chắc chắn là không nát đâu, tại vì mình cho vào microwave trước rồi. Chứ nếu mà quý vị cho bí đỏ sống vô đây luôn thì bí đỏ sẽ nát bét liền, nát bấy nè, đúng không? Đó, Xuân Hồng khuấy đều lên cho đường nó tan, rồi bắt đầu lấy cái muỗng nếm một miếng. Ngon quá. Nếm miếng nha quý vị. Xuân Hồng thấy vừa rồi. Nếu mà Xuân Hồng ăn lạc lạc như vậy thì thấy vừa rồi. Nhưng mà ai mà thấy mà cái bằng ai mà ăn ngọt quá đó thì có thể cho thêm chút đường, nhưng mà Xuân Hồng thấy là ok. Để Xuân Hồng nếm lại miếng nữa cho chắc ăn. Xuân Hồng thấy là vừa rồi đó, nhưng mà để thôi cho chung chung lấy phần đông, Xuân Hồng cho 1/4 cốc nữa nha. Là coi như là 1/4 cốc đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối thì mình đã cho ngay khi mình đã hầm đậu xanh rồi, cho nên mình không có cho nữa. Rồi bây giờ đường đã tan rồi, và khi cho đường vào đó quý vị nhớ phải cho sôi trở lại nha, để nồi chè mà nó không bị vữa. Nếu mình cho đường vào nước chè chưa sôi lại mình tắt lửa liền thì coi như chè bị vữa liền. Và quý vị nhìn thấy độ lỏng rất là vừa phải đúng không? Xuân Hồng cho 15 cốc nước đó. Rồi nếu mà đặc chút xíu thì 12 cốc nước, nhưng mà không ngon đâu, mình còn chờ nó nguội nó đặc lại mà. 15 cốc nước đi quý vị. Rồi bây giờ là chè đã vừa vặn ngon lắm rồi, quý vị nhìn thấy nè, cái hạt nếp đừng có nát quá, vừa nứt ra mình phải cho bí vào liền. Sau đó bí nó vừa mềm là mình cho đường cát vô nha. Thử lấy một miếng bí và lấy cái đũa mình bẻ một cái coi, nếu mà nó tách rời ra nó đứt được liền là mình biết ngay là bí nó mềm rồi. Cho 1/4 cốc đường cát. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho khoảng nửa chén nấm mèo vào, nấm mèo sợi mà rửa thật sạch hoặc là phổ tay cũng được, khuấy đều. Chè bí mà đậu xanh rồi lại thêm chút xíu nấm mèo nữa, quý vị ăn nó tưởng tượng như chè thơm, nhưng mà nó cái vị nó lá, nó lạ hơn, nó khác hơn chút xíu. Rồi đảo đều là Xuân Hồng tắt lửa. Xong. Vậy là quý vị xong cái nồi chè bí rất là ngon mà lại là dễ làm nữa ha. Xuân Hồng múc chè bí ra cái chén, đặc biệt là quý vị không có cho nước cốt dừa, chè bí mình nấu không có nước cốt dừa trong này.
ngon quá. Nhớ phải có vài ba miếng bí chứ, chè bí mà không có miếng bí mới là chuyện lạ. Rồi xong rồi, Xuân Hồng đem qua bên kia và mời quý vị dùng nha. Dùng nóng, chè bí phải dùng nóng quý vị. Trong này có đậu xanh, có nếp, có nấm mèo hoặc là phổ tai cũng ngon lắm. Hồng ăn thử một miếng chè bí đỏ rồi nói cho quý vị biết nha. Nhưng mà Xuân Hồng nghe mùi thơm lắm quý vị. Thơm của mùi bí đỏ, thơm của lá dứa nữa. Ngon quá, sẵn miếng bí này quý vị. Cái nấm mèo của mình quý vị vẫn còn giòn lắm. Tại mình cho vào cái mình khuấy đều 2-3 vòng mình cắt nửa liền nha. Ăn thử miếng bí. Ngon quá. Bí dẻo, mềm, tan vào trong miệng vậy đó. Và cái vị ngọt rất vừa phải. Xuân Hồng ăn xong, Xuân Hồng nhắc lại cái công thức làm một lần nữa nha. Ngon quá. Sẵn miếng bí. Tại vì mình có đậu xanh nữa, nên cái chè này nó rất đặc biệt. Nó giống như là tự như là chè đậu xanh. Rồi cái lại có mùi bí mà nó lạ lạ. Rồi lại có cái nấm mèo vô giống như chè thân. Nó giống như là cái sự kết hợp của nhiều loại chè trong cái nồi chè bí của mình ngày hôm nay quý vị. Tuyệt vời. Wow, chè bí rất là ngon, quý vị nấu ăn thử nha. Lạ miệng lắm, mà ăn lại tốt cho cơ thể. Tại vì nó mát, rượi rượi à. Nó là có đậu xanh, có bí, có nấm mèo nữa. Công thức của Xuân Hồng làm ngày hôm nay chính xác để chia sẻ với quý vị đó là nửa gói đậu xanh nguyên hạt có vỏ đó, tức là 200g đậu xanh nguyên hạt, 15 khắc nước lọc. Quý vị cho đậu xanh, cho nước vào hầm cho cái đậu xanh nó mềm, nó bung ra. Quý vị mới vo sạch 1 khắc nếp cho vào luôn. Sau đó quý vị lấy nửa trái bí đỏ vừa như thế này thôi. Quý vị gọt vỏ, thái miếng vừa ăn, cho vào microwave 5 phút đồng hồ. Sau đó đem ra cho tất cả bí vào trong cái nồi chè mà quý vị thấy hạt nếp nó vừa nứt ra thôi. Quý vị cho bí vào, đảo đều vài vòng, bí mình nó mềm liền. Tại vì mình đã cho vào microwave nó sắp chín rồi. Còn nếu quý vị cho bí sống vào cái nồi chè liền thì cái bí nó nát liền nha. Cái đó cũng là một bí quyết. Cho vào microwave cho bí nó gần chín, cho vào cái nồi chè mà hạt nếp đã nứt ra, khuấy vài vòng. Quý vị lấy chiếc đũa, lấy một miếng bí ra, sắn một cái miếng bí nó bể ra, tức là miếng bí nó đã chín rồi. Quý vị cho vào 2 cộng 1/4 khắp đường cát nha. 2 1/4 khắp đường cát là vừa ăn vô cùng. Nhớ cho một bó lá dứa vào cái nồi đậu xanh khi mình hầm. Và khi mình hầm đậu xanh cho vào 1/4 muỗng cà phê muối nữa, để đậu xanh nó bùi mà nồi chè của mình nó đậm đà hơn. Đó là cách nấu chè bí ngày hôm nay. Xuân Hồng có công thức rất rõ ràng để share với tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ thích một cái món chè lạ miệng nhưng mà bổ dưỡng này. Và cũng không quên cảm ơn quý vị nhiều lắm đã ủng hộ show Lửa Hồng, ủng hộ show Làm Đẹp với bộ kem dưỡng da Sanaderm, ủng hộ nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng nữa. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều nha. Và chúc quý vị với gia đình lúc nào cũng bình an và dồi dào sức khỏe hết. Một lần nữa cảm ơn quý vị và Xuân Hồng.